Xin chào các bạn đã đến với bộ quay trực tiếp của thẩm mỹ viện đó tôi vẫn là viện Chợ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa tiếp tục thực hiện xong phương pháp phun mô collagen nha. Và đây là hình ảnh mô của chị trước và sau khi thực hiện xong nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình theo dõi trước khi thực hiện thì mô của chị có những vấn đề như thế nào nha. Đầu tiên là mô của chị đã từng thực hiện phun xăm thời gian lâu thì cái màu mực của chị bị phai đi nha các bạn. Ngoài ra thì tình trạng mô của chị bị khô và tạo thành những cái nếp nhăn vân môi ở trên viền mô của chị nha các bạn. Và đây là mô của chị vừa mới thực hiện xong. Sau khi thực hiện xong thì mô của chị lên màu rất là tươi. Kết hợp với phương pháp phun mô collagen thì giúp được cho đôi mô của chị nhìn mềm mại và không còn bị khô nữa nha các bạn. Nhìn rất là tươi, rất là đẹp luôn nha. Đây là phương pháp phun mô collagen. Các bạn ai có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại để được trực tiếp tư vấn nha. Hoặc các bạn có thể gọi đến số 0905 388 576 để được tư vấn nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.